thiệu với tất cả các cháu. Hôm nay chúng mình sẽ chữa đề số 10, đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mã đề 204 nhá. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên là câu số 1. Câu đầu tiên là câu số 1, ok. Câu số 1, sacarose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Ui dễ ợt. Công thức của sac là C12H22O11. Đấy, dễ ợt. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia không có khó đâu ạ. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia không có khó đâu ạ. Thực ra là nó là dễ ạ. Nung nóng FeWatt 3 lần đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn là. Thế thì ở đây chúng ta phải nắm được phương trình, đúng không? Nếu mà trong một cái buổi học mà chúng ta mà không nắm được phương trình thì coi như là chúng ta toang. Thế ta có cái phương trình là phương trình FeOH 3 lần, FeOH 3 lần. Đây nhá, mình có này, FeOH 3 lần mà nung nóng thì mình thu được Fe2O3 cộng với lại H2O, đúng chưa? Chào Phạm Phương nhá. Vậy mình thu được chất rắn là Fe2O3. Đáp án đúng đáp án D. Mình sang câu tiếp này, câu số 3 này. Trùng hợp vinyl clorua thu được polymer tên gọi là gì? Đây, chúng mình viết cho các cháu nhìn nhá. Vinyl clorua CH2 nối đôi CHCl. Đấy, trùng hợp là nhiều thằng nhỏ biến thành một thằng cực to. Đấy, nhiệt độ, áp suất xúc tác để nó tạo thành CH2 gạch CHCl. Đấy, N lần. Cháu này tên là vinyl clorua. Clorua thì cháu này có tên gọi là polyvinyl clorua. Vinyl clorua hay chúng ta còn được biết dưới cái tên là, viết tắt là PVC các cháu nhé. P này, V này, C này, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy, ok. Cảm ơn Phạm Thị Dung, cảm ơn Đinh Thị Thu Thảo, nãy nhìn thấy Đinh Thị Thu Thảo. Cảm ơn Mạnh Dũng nhá. Đấy, các cháu đã đang cổ vũ cho chúng mình rất là mãnh liệt. Chúng mình rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang comment đáp án tại đây nhá. Mình có câu số 4. Câu số 4. Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Ui, hỏi về phân này. Hỏi về phân này. Trong đề Minh Họa năm 2020 thì không có một câu nào về phân nhá. Nhưng mà ở trong đề 2018 thì vẫn có phân. Vì vậy nên chúng ta không thể khẳng định là không có phân trong đề thi. Đúng nhá, chúng ta vẫn phải ổn hết. Phân lân thì cung cấp nguyên tố gì ạ? Nguyên tố phốt pho ạ. Cung cấp nguyên tố phốt pho cho cây trồng ạ. Câu số 5. Sục khí acetylen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tụa màu gì? Thế bây giờ mình phải viết phương trình nhá. Acetylen là gì? Acetylen là C này. Đây, H này, 1 2 3 C này, H này vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa màu gì? Các cháu nhìn nhá, chú ý này. Hiro đính vào carbon chứa liên kết 3 thì được gọi là hiro linh động. Cái này chúng mình nói rất nhiều trong các buổi live stream dành cho 2K3 chương trình lớp 11 nhá. Đấy, hiro đính vào carbon chứa nối 3 thì nó là hiro linh động, có khả năng bị thay thế bởi thằng bạc. Nên phản ứng là nó sẽ xảy ra để tạo thành AgC123C Ag, và cháu này là kết tủa màu vàng ạ. Kết tủa màu vàng ạ. Như màu xít ý nhá, là màu chó thèm, các cháu nhớ chưa? Đấy. Vậy ở đây là an một in thì là có màu chó thèm, là màu xít, là màu vàng nhạt. Vậy đáp án đúng là đáp án A. À, được chưa? Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu số 6. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Câu số 6. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Các cháu phải chú ý nhá. Đề bài hỏi là từ cao nhất, nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất thì nó ở bên trong thằng nào nhỉ các cháu nhỉ? Ở bên trong thằng nào? Thằng wolfram, đúng không? Wolfram nó được sử dụng làm dây tóc của bóng đèn, đúng chưa? Ngày xưa ấy, cái thời ông Edison ấy, ông ấy nghĩ ra cái bóng đèn ấy, thì ông ấy dùng làm gì? Dây tóc là gì? Là than chì. Thế là cứ bật được 3 phát nó lại tắt một phát. Đến mãi về sau này mới tìm được wolfram thì tuổi thọ bóng đèn nó mới cao đến như bây giờ. Được chưa? Thế thì chúng mình lại còn có một cái kỹ năng là nếu mà bóng đèn mà bị đứt cái dây tóc thì chúng mình còn có một kỹ năng để mà có thể mà nối được dây tóc bóng đèn cơ. Đấy, thì sau này chúng mình sẽ phô cái skill đấy cho các cháu xem nhá. Câu số 7. Chất nào sau đây là muối axit? Ở trong đề Minh Họa năm 2020 chúng ta nhìn thấy cái sự đột phá của cái việc mà có khá nhiều kiến thức lớp 11 được vù lên bên trong đề Minh Họa. Vậy điều này cũng chứng tỏ rằng là cái kiến thức lớp 11 sẽ được có nhiều ở trong đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nhá. Các cháu cần chú ý. Thế thì muối axit là muối mà bên trong gốc muối nó vẫn còn hiro có thể bị điện ly. Vậy ở đây này, thằng này gốc axit không có hiro, thằng này gốc axit không có hiro, thằng này gốc axit không có hiro, vậy đây có hiro này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, NaHS, được chưa? Đấy, còn hiro. Chúng ta sang câu tiếp nhá.
Câu số 8, câu số 8. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? Gần đến câu số 10 đấy các cháu nhá. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? Thế thì HCl là axit đúng không? Thì anh này là muối trung hòa là không tác dụng này. Anh này là muối trung hòa là không tác dụng này. Anh này là muối trung hòa không tác dụng. Thằng này là hydroxit lưỡng tính đúng không? Hydroxit lưỡng tính thì tác dụng với HCl. Chú ý là dạng bài tập hydroxit lưỡng tính thì không thi, nhưng mà gì? Nhưng mà cái câu mà về hydroxit lưỡng tính hỏi tính chất hoặc thì vẫn có nhá, các cháu chú ý. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 9. Chất nào sau đây tác dụng được với KHCO3? Các cháu phải nhìn cho chú Minh này. HCO3 này là gốc của gì? Thằng lưỡng tính đúng không? Lưỡng tính thì nó không tác dụng với lại trung tính đâu ạ. Không tác dụng với thằng này trung tính đâu ạ. Nó không tác dụng với KCl đâu mà KHCO3 cộng HCl. Chúng mình viết phương trình cho cháu nhìn nhá. KHCO3 cộng HCl tạo thành KCl cộng với lại H2O cộng với lại CO2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Nào, sang câu số 10 nào. Câu số 10. Đề bài hỏi là nguyên tố chrome có số xóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây? Thì chúng ta nhìn này, đây là chrome dương 2, đúng không? Đây là chrome dương 6 đúng không? Đây là chrome dương 6 đúng không? Vậy đây là chrome dương 3. Vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Ê, cuốn sách này xịn sò cực đấy nhá. Có đề xong lại có giải ngay. Được chưa? Chúng mình gõ đề xịn lắm mà toàn những chiêu hack. Thế muốn tội là mẹ chúng mình biết là nhiều đứa mua sách về lười nó chẳng thèm xem giải nên chúng mình phải live stream chữa giải cho các cháu nhá. Tên gọi của các hợp chất đây, CH3CHO. CH3CHO này là gì? Là gì nhỉ? Aldehyde acetic nhá. Aldehyde acetic, đáp án đúng đáp án B. Đấy, mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 12. Câu số 12 là vào mùa đông thì nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây độc khí. Thế than là có carbon, tác dụng với oxy. Đúng chưa? Đáng nhẽ nó tạo thành CO2 nhưng mà đây này nhìn này, phòng kín là oxy thiếu. Thế thì carbon mà cộng với oxy thiếu thì nó tạo thành CO2, sau đó CO2 lại tác dụng tiếp với carbon để tạo thành CO. Vậy khí độc là carbon monoxit. Thằng này chui vào bên trong cơ thể người thì nó sẽ khiến cho cơ thể người bị kết tủa hồng cầu hemoglobin nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, cái thằng khí độc đấy là D. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu số 13. Câu số 13, số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2. Cái này chú Minh có hai cách giải dành cho các cháu. Cách giải thứ nhất là cách giải. À tôi chết nhầm. Câu 11. Sorry các cháu nhá, câu 11 đáp án đúng đáp án C, anhydride. Đấy, đọc đọc. Anhydride acetic chính xác, cảm ơn Hiền Nga nhá. Cảm ơn Lê Hải Triều, cảm ơn Tuyết Nhi. Nào, sang câu số 13, số đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 thì cách thứ nhất là cách viết HCOO C2H5. Được chưa? C2 este nhá, este thì nó là CH3COO CH3. Đây là cách số 1, hỏi đồng phân este mà. Được chưa? Chúng mình có cách số 2 là chúng mình có dạng este là R1COOR2. Skin này không phải đứa nào cũng biết. Vậy chúng ta có là R1 cộng với R2 thì bằng 2. Được chưa? 2 thì ta có là 0 cộng 2 và 1 cộng 1. Được chưa? 3 4 5 skin bá đạo, 3 4 5 2 4 8. Được chưa? 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1. Vậy không có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Được chưa? Cả hai cách thì đều cho chúng ta có hai đồng phân. Cháu nào mà không biết cách này thì inbox cho chúng mình, tí chúng mình gửi tài liệu cho nhá. Được chưa? Cháu nào mà không biết cái skill của chúng mình này thì khá là tiếc cho các cháu nhá. Inbox chúng mình gửi tài liệu cho. Link video trên YouTube đi mà. Được chưa? Đấy, cháu nào mà không biết nhá thì link video trên YouTube, mà thực ra không cần phải inbox đâu. Đây chúng mình bật YouTube cho các cháu xem luôn nhá. Các cháu cần search cái này là ra luôn cái mặt trành ảnh của chúng mình mà. Đây đây đây. Đây nhá. Đây nhá, vào YouTube này, search này, đồng phân nhanh. Đồng phân nhanh. Đây đồng phân siêu nhanh này, ra chúng mình luôn mà. Đây ra chúng mình luôn này. 34.000 lượt xem, nhìn chưa? Click vào đây xem là hiểu luôn là tại sao là 345 hay 48 nhá. Đấy, được chưa? Đấy các cháu nhớ chưa? Đấy, đồng phân nhanh xem có 30 phút thôi à? Xem có 30 phút là hiểu hết à? Ok chưa? Nào chúng ta sang tiếp nhá. Nào chúng ta sang tiếp. Câu 14. Câu 14 à? 14, dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe3 Fe2O3. Đấy nha, chúng mình dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe2O3, chúng ta tìm được số mol Fe2O3 ấy thì bằng 16 mà chia cho phân tử khối là 160 thì bằng 0,1 ạ. Thế thì hoàn toàn nung nóng thì ta thu được hỗn hợp khí. Hỗn hợp khí chúng ta là gồm CO và CO2, thực ra nó là có CO2 và CO dư
nên là nói vậy thôi, chứ còn thực ra là bản chất của chúng ta là CO đớp với lại Fe2O3 để tạo thành CO2 rồi, cộng Fe rồi, đúng không? Số mol đây, số mol thằng này để cân bằng đi đã, cân bằng đây là 3, đây là 3, số mol thằng này là 0,1 thì ngay tức suy được số mol CO2 bằng 0,1 nhân 3 thì nó là 0,3 các cháu ạ. Đấy, 0,3 mol CO2. Thế sục bọn này vào trong nước vôi trong dư là sục vào trong thằng CaOH 2 lần. Dư. Thế thì do ở đây có thằng chữ là dư, được chưa? Do ở đây nó có chữ dư nên dẫn đến một điều là CO2 tác dụng với CaOH 2 lần dư để nó tạo thành CaCO3. Được chưa? Đây là 0,3 thì đây là 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,3 nhân 100. 0,3 nhân 100 thì bằng 30 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. 30 gram, được chưa? Dễ ợt đi mà. Dễ ợt. Các cháu nhớ tag các bạn vào trong video live stream nhá. Nào. Sang câu số 15. Sang câu số 15. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Thế các cháu lưu ý này, để cùng tồn tại trong một dung dịch này, để cùng tồn tại trong một dung dịch thì khi và chỉ khi chúng nó không tác dụng với nhau. Chúng nó không tác dụng với nhau. Được chưa? Vậy ở đây mình có nhá. Thằng này là thằng bazơ, thằng này thằng axit đớp nhau là chuyện bình thường. Được chưa? Giống kiểu là một con hot girl, một thằng hot boy ấy, nhìn thấy nhau đớp nhau, trừ khi thằng hot boy đấy nó bị BD. Được chưa? Đây này, thằng này sục vào trong NH3 thì chắc chắn ta thu được kết tủa ALOH 3 lần. Thế là cũng vứt nốt luôn. Được chưa? Tiếp tục nhá. CuNO3 2 lần thì có ăn HNO3 không ạ? Không ạ, HNO3 của chúng ta có tính oxy hóa mạnh. Còn thằng CuNO3 2 lần này thì không còn tính khử nữa rồi. Vậy cùng tồn tại là D ạ. Còn C thì vẫn có, tại vì đây là kiềm, còn thằng này là lưỡng tính. Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không nào? Chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu số 16 nhá. Câu số 16 sắp đến câu 20 rồi. Câu số 16 này, cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức, các cháu nhìn thấy chưa? Hai amin đơn chức nhá. Thì bây giờ chúng mình ký hiệu đơn chức là R NH2 đúng không nhỉ? Khối lượng của nó là 9,85 gam. 9,85 gam, được chưa? Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Được chưa? Đây là tác dụng vừa đủ nhá, HCl phải vừa đủ. Được chưa? Số mol là 1V, thu được muối. Chúng ta biết được khối lượng muối này của chúng ta là đề bài cho là 18,975 gam. Được chưa? Vậy ngay lập tức, hello chào Phạm Việt Phương, nay mới biết đến thầy, thật là số nhọ. Cuộc đời của em khá là nhọ nhưng không sao, vẫn còn mấy tháng cuối em vẫn không nhọ lắm bằng những cái bạn mà chưa bao giờ được biết đến thầy. Nào, mình có này, 9,85 mình có bảo toàn khối lượng cộng với khối lượng của HCl thì bằng M thằng này, được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của HCl đúng không? Đấy, mình lấy 18,975 trừ đi 18,975 trừ đi 9,85 bằng 9,125 và chúng ta tìm được số mol HCl luôn, chia cho 36,5 thì bằng 0,25 mol. 0,25 mol HCl các cháu nhá. 0,25 mol HCl. Ok chưa? Vậy để bài hỏi giá trị của V thì ta lấy 0,25 này chia cho 1 này thì bằng 250. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đấy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Dễ lắm. Cực kỳ dễ luôn. Nào, chúng ta sang tiếp này. Câu tiếp theo, câu số 17. Câu số 17, câu số 20 mình lại tặng quà nhá. Câu số 17, cho m gam glucose C6H12O6 ạ. Tác dụng với lưỡng hợp dư AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc ạ. Chúng ta tìm được số mol bạc luôn. 3,24 chia cho 108 nhá. 3,24 chia cho 108 thì có phải là bằng 0,03 không ạ? Bằng 0,03 nhá. Bằng 0,03. Bằng 0,03 thì ở đây chúng ta lưu ý này, một thằng glucose thì cho ra hai thằng bạc. Vậy 0,03 mol bạc thì ta suy ngược lại được số mol glucose bằng 0,03 chia nhân 1 chia cho 2 bằng 0,015 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng ạ. 0,015 nhân với 180 thì bằng 2,7 gram. 2,7 gram, vậy giá trị của M của chúng ta bằng 2,7 gram các cháu nha. Đấy, dễ không? Dễ không? Dễ không? Dễ không? Nào, chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 18. Nào, chúng ta sang tiếp câu số 18. Thấy hay thì share nhá. Nào, câu số 18, thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm dung dịch brom bị mất màu. Ui rồi, câu hỏi thí nghiệm này câu hỏi rất hay thi. Các cháu nhìn nhá. Nước này cho chất X này. Chất X này thì nó tạo thành khí, cái chỗ này là khí nó bốc lên thì nó vào cái ống hút này. Ống hút này chạy vào trong bình tam giác này. Nhìn rõ chưa? Thế thì bây giờ đề bài nói này, dung dịch brom bị mất màu. Thế giờ mình phải thử test, giả sử chất X này là CaC2. Đấy, thì là CaC2. CaC2 mà thả nước vào thì nó sinh ra là CaOH 2 lần. CaOH 2 lần cộng với lại C2H2, cái này lại hỏi về kiến thức lớp 11 ạ.
C2H2 là thằng gì? Acetylen. Acetylen thì bay vào đây, bay vào đây thì acetylen tác dụng với brom, đúng không? Acetylen thì làm mất màu dung dịch nước brom để tạo thành C2H2Br4. Vậy là mất màu là hoàn toàn chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Thế còn ý B không được, bởi vì làm sao? Natri tác dụng với nước thì sinh ra hydro, hydro không mất màu brom nhá. Al4C3 thì sinh ra CH4. CH4 không làm mất màu brom nhá. Tiếp tục là CaO thì chẳng sinh ra khí nào nữa. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 19. Câu số 19 rồi chúng ta chuẩn bị sang câu 20 này. Câu 20 là có quà đấy. Câu 19 cho các chất, cho các chất số chất phản ứng được với NaOH anilin là C6H5NH2. Ok, thằng này không phản ứng với NaOH do thằng này tính bazơ ạ. Phenin amoni clorua C6H5NH3Cl. Các cháu nhìn nhá, thằng này này nó là của muối. Đây, nhìn nhá, C6H5NH3Cl, thằng này là muối axit đấy. Cộng với NaOH chúng mình viết cho các cháu nhìn thì nó tạo thành C6H5NH2 cộng với lại NaCl cộng với lại H2O ạ. Vậy là có phản ứng nhá. Có phản ứng cháu này. Được chưa? Alanin thì có không? Alanin ở đây, dễ ợt. H2N CH NH2 COOH. Vậy là có phản ứng ạ. Gliala, gliala là peptide, peptide thì có liên kết NHCO thì chắc chắn có phản ứng nữa. Vậy mình có 1 2 3 cháu phản ứng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất là dễ đúng không? Rất là dễ thôi. Chiến tiếp nhá. Chúng ta chiến tiếp không là không hết mất. Và mình đến câu số 20 rồi đây. Nào, mình đến câu số 20 rồi đây. Nào, ta có câu số 20. Câu số 20 cho 0,425 gram hỗn hợp gồm natri và kali. Đây, 0,425 gram gồm natri và kali vào nước dư. Thế đây chúng ta có này, natri này, kali này, 0,425 gram, được chưa? Vào nước dư, vào nước thì thu được khí hydro. Chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng 0,168. 0,168. 0,168 mà chia cho 2,4 thì bằng 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Ok chưa? Thế thì vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đặt ẩn giải hệ là xong câu này, đúng không? Chúng ta đặt số mol natri là A, số mol kali là B, được chưa? Thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có hệ phương trình thế này. 23A cộng với 39B thì bằng 0,425. Được chưa? Phương trình thứ hai nhá. Phương trình thứ hai bảo toàn electron cho các cháu hiểu nhá. Natri vào trong nước thì tạo thành NaOH. NaOH là natri cộng 1 đúng không? Kali vào trong nước thì tạo thành KOH là K cộng 1 đúng không? Vậy có phải là chúng ta nhìn này, natri từ natri 0 lên natri dương 1, vậy là 1A cộng với kali từ kali 0 lên kali dương 1, vậy là 1B thì bằng hiđro từ hiđro dương 1 với hiđro 0, dương 1 trừ 0 bằng dương 1 nhân 2 thì bằng 2. 2 nhân với lại 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Vậy là hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được bật đặt ẩn giải hệ này. 23 bằng 39 bằng 0,425 bằng. Được chưa? Tiếp tục này, mình có là 1 bằng này, 1 bằng này, 2 nhân với lại 7,5. 2 nhân với lại 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. 2 nhân với lại 7,5 nhân với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng 0,01 và 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy A bằng 0,01 ạ. A bằng 0,01. A bằng 0,01 thì hoàn toàn đề bài chúng ta tìm được là khối lượng của natri là, được chưa? Khối lượng natri là bằng 0,01 nhân 23 thì là bằng 0,23 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhé, nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Còn những cháu nào mà xem video live stream rồi mà lại còn chưa nhận được quà thì chụp ảnh lại xong inbox gửi cho chúng mình nhá. Được chưa? Câu 21 này trông này thôi nhưng mà khó đấy, đánh dấu lại trông nó giải sau. Được 5 điểm đã, 5 điểm ngọt lạnh đã. Này, sang câu 22 này. Cho các chất, số chất phản ứng được với dung dịch FeNO3 hai lần là, các cháu chú ý nhá. Cho các chất, số chất phản ứng được với dung dịch FeNO3 hai lần là, chúng ta nhìn này, FeNO3 hai lần nhá. Vậy để phản ứng được với FeNO3 hai lần thì đầu tiên đây mình có NaOH. NaOH thì mình có bản chất là OH trừ cộng với lại sắt 2 cộng, được chưa? NaOH là 1, OH trừ cộng với sắt 2 cộng tạo nên kết tủa màu trắng xanh nhá. Đồng thì không đẩy được sắt, bỏ. HCl có phản ứng không ạ? Rất nhiều cháu bảo không. Nhìn này, HCl cho ta ion H cộng. Được chưa? FeNO3 thì cho mình ion sắt 2 cộng. Được chưa? Và ion NO3 trừ. Ion NO3 trừ. Vậy bọn này là có tính oxy hóa mạnh này thì sẽ đưa sắt của mình lên sắt 3 cộng. Được chưa? Cộng với NO cộng với lại H2O, vậy là có phản ứng ạ. Có phản ứng ạ. Rất nhiều cháu toang chỗ này. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục này, HCl này, HNO3 này,
HNO3 thì chúng ta lưu ý nhé, là Fe này, Fe2 cộng này thì nó vẫn còn tính khử, mà HNO3 lại là chất có tính oxy hóa mạnh, vậy chắc chắn nó sẽ đưa thằng sắt 2 cộng này lên thành sắt 3 cộng, được chưa? Vậy là có tiếp nhá. AgNO3 thì sao? Thế thì mình có sắt 2 cộng tác dụng với bạc cộng, sắt 2 cộng tác dụng với bạc cộng thì tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc, vậy là có tiếp. Magie đẩy được sắt ra khỏi muối của nó nhá. Vậy là có tiếp. Vậy mình có là 1 2 3 4 và 5 ạ. 1 2 3 4 và 5 ạ, 5 chất ạ. Được chưa? Vậy là đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ, đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ, được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đấy nhá, mình câu 2 3 thì trông dài dài mình lại đánh dấu lại. Mình đánh du kích thôi bởi vì đây là skin hack lấy 8 điểm mà. Được chưa? Mình sang câu tiếp nhá, câu 24. Câu 24. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. À, phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin thì dễ hơn benzen. Thế thì chúng ta nhìn này, anilin của chúng ta là C6H5NH2, các cháu chú ý nhá, cái nhóm NH2 là nhóm thế no. No là bụng phệ là giống đại gia. Đúng chưa? Đại gia thì cặp với thúy kiều dễ hơn. Đúng chưa? Benzen này là không no, bụng chẳng phệ. Đây benzen đây. C6H6 không no, bụng chẳng phệ thì làm sao mà dễ cặp kè được với chân dài được. Được chưa? Vậy là thế brom là chân dài vào trong cái thằng đại gia thì dễ hơn là thằng nhà nghèo. Vậy là A đúng, được chưa? Có hai chất hữu cơ đơn chức. Này, có hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở thì có cùng công thức phân tử là C2H4O2. Lưu ý ở đây đề bài nói là đơn chức nhá, mà hỏi là hợp chất hữu cơ nhá. Vậy này, một cháu là HCOOCH3, một cháu là CH3COOH, đúng chưa? Vậy đúng là có hai chất hữu cơ đơn chức thật. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đấy, cũng có B luôn. Này, trong phân tử các amino acid đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH sai. Bởi vì là các amino acid thì có thằng lysine là có hai nhóm NH2, một nhóm COH, có thằng acid glu là có hai nhóm COH và một nhóm NH2, đúng không? Vậy thằng này là sai. Được chưa? Câu ý D, hợp chất này thì tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Đúng hay sai? Hello chào Quỳnh Như Lê. Ui Quỳnh Như Lê mới lớp 9 mà đã vào học. Ok, vào học cho vui đúng không? Mình có nhá. Hợp chất này tác dụng đối với NaOH không? Thì chúng ta nhìn này, thằng này là có chức của este. Vậy chức este thì hoàn toàn tác dụng được với NaOH, được chưa? Hay gọi là phản ứng xà phòng hóa. Được chưa? Còn tiếp tục này, thằng này lại có nhóm chức NH2, được chưa? Được chưa? Có nhóm chức NH2 thì NH2 cộng với lại HCl là có phản ứng luôn đúng không? Vậy đây có này. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose. Chính xác, tinh bột chúng ta thủy phân thì thu được alpha glucose. Được chưa? Còn cellulose thủy phân thì thu được beta glucose. Vậy ở đây E đúng nhá. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chất béo. Chính xác. Mỡ động vật là chứa chất béo. No, còn dầu thực vật thì chứa chất béo. Không no. Vậy đáp án đúng ở đây. Câu này kiểm tra rất nhiều lý thuyết của chúng ta. Và đôi khi cái câu này là chúng mình cũng dự đoán là ra thi rất là nhiều, bởi vì nó tổ hợp cả kiến thức phần lớp 11 lẫn kể cả kiến thức học kỳ 1 lớp 12. Vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhận định đúng ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok chưa ạ? Vậy là câu 25 chúng ta để lại nhá. 25 để lại. Thế là chúng ta để lại được 21, 23, 25 rồi, để lại 3 câu rồi. Giờ mình sang tiếp này. Mình sang tiếp này. Mình sang tiếp câu tiếp theo nhá. Mình sang tiếp câu tiếp theo là câu số 26. Câu số 26, thôi câu 26 để lại đi. Câu 26 trống này tí nữa tại sao nhá. Rồi, mình sang câu tiếp theo câu số 27 đi. Ui đề này dã man phết nhờ. Đấy các cháu thấy không? Đấy đề 28 chúng mình bảo rồi, đề 28 dã man cực kỳ luôn nhá. Chúng ta sang câu 27 này. Chúng ta sang câu số 27 tiến hành các thí nghiệm sau. Câu 27 tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là. Lưu ý ở đây là số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối. Chúng mình nhớ là có một bạn là đã từng hỏi chú. Có một bạn đã từng hỏi chú là như thế nào ở trong câu này. Đây có đứa nó hỏi đấy. Ôi giời ơi. Ok, hello chào cả nhà. Vậy ở đây mình có này, chứa một muối, thế đồng dư thì đồng dư này tác dụng với lại sắt dương 3 này để tạo thành đồng dương 2 này cộng với lại sắt dương 2 này. Đồng dư là gì không biết nhưng chắc chắn có hai muối, đồng dương 2 và sắt dương 2. Còn đây là sắt dương 3 thì hết rồi, hỏi chứa một muối thôi, bỏ A. Được chưa? CO2 mà dư và NaOH thì chắc chắn chỉ tạo thành NaHCOA thôi ạ. Được chưa? Úi dồi ôi, đề 28 này vừa khó cả bài tập mà vừa khó cả lý thuyết luôn. Toang. 28 như là rồng con hay sao ấy. Na2CO3 vào dung dịch CaHCO3 lần tỷ lệ mol 1:1. Thế nên chúng mình phân tích thằng này nhá. Thằng này mình phải phân tích này. Tỷ lệ mol 1:1. Vậy là Na2CO3 này. Na2CO3 thì cho ta ion Na2Na. Đây giả sử 1 mol, đây 1 mol thì Na cộng là 1 x 2 là 2 mol. Đúng chưa? CO3 2 trừ.
Tiếp tục này, CaHCO3 hai lần thì cho ta ion canxi 2 cộng là 1 mol và HCO3 trừ là 1 nhân 2 là 2 mol. Ok chưa? Vậy bây giờ này, chúng ta có này, phản ứng này. Đó. Tỷ lệ mol 1 1. Đúng không? Thì có phải là canxi này, đây 1 đúng không? Thằng này tạo thằng này, tạo thành kết tủa CaCO3, kết tủa hết. Và chỗ anh này cộng anh này thì tạo thành NaHCO3. Được chưa? 1 1 thì hết rồi. Đề bài hỏi là trong dung dịch. Dung dịch nhá. Vậy ở đây thì thằng CaCO3 kết tủa rồi. Đúng chưa? Vậy là trong dịch chỉ tồn tại NaHCO3 thôi. Vậy là C đúng. Cho bột sắt dư vào dung dịch sắt 3. Chúng ta có phương trình Fe cộng với lại Fe3 cộng để tạo thành Fe2 cộng. Được chưa? Thế thì đúng là chỉ tạo thành một muối rồi. Sắt dư mà. Sắt dư thì sắt 3 cộng hết. Vậy chúng ta chỉ có một muối sắt 2 cộng thôi. D đúng. Hỗn hợp BaO và Al2O3. Hỗn hợp BaO. BaO này là 1 mol này. Al2O3 này. Al2O3 cũng 1 mol. Vào nước dư. Vào nước. Thì BaO cộng với nước thì chúng ta thu được BaOH 2 lần. Đúng chưa? Tỷ lệ 1. Đây, đây là thu được 1 mol BaOH lần. BaOH lần cộng với lại Al2O3 để tạo thành Ba AlO2 tất cả 2 lần. Đúng chưa? Thế đây là 1 mol thì đúng là 2 mol nhôm thật. Vậy là thằng này tan hết. Tan hết và đúng là chỉ tạo thành một muối. Đúng chưa? Là muối BaAlO2 tất cả 2 lần. Ui câu này xoắn kinh khủng luôn. E đúng. Được chưa? Tiếp tục nha. Hỗn hợp Fe2O3 và CuO. CuO tỷ lệ mol là 1 trên 1. Các cháu nhìn kỹ này. Fe2O3 và CuO tỷ lệ mol là 1 trên 1. Vào HCl thì đầu tiên này Fe2O3 ăn với lại HCl trước, được chưa? Để tạo thành Fe3 cộng nhá. Tỷ lệ mol 1 1 thằng này là 1 mol, thằng này là 1 mol. Và thằng này là 1 mol thì thằng này là 2 mol. Được chưa nào? 2 mol. Thế bây giờ này, mình có là sắt 3 cộng, sắt 3 cộng là 2 mol đớp nhau với lại đồng 1 mol để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, đúng chưa? Thế đây là 2, 2 đúng là nó vừa hết luôn. Được chưa? Vừa hết, vậy thì trong dịch tồn tại đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Vậy là 2 muối rồi. Vậy là bỏ ngay đáp án G. Các cháu hiểu chưa nhỉ? Các cháu hiểu chưa nhỉ? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có này, số sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được là thu được dung dịch chứa một muối là B là 1, C là 2, D là 3, E là 4, được chưa? 4 thằng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa các cháu? Đấy, rất là dễ luôn. Thế này, chúng ta giải đến đây giải đến được 20 này, thế là giải được thêm 1 2 ủa. Từ câu 20 giải được có thêm được có 2 câu nữa, thế là mới được có 6,5 thôi. Ui, toang nhỉ. Tình hình đề này toang mất, đúng không? Chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 28. Hy vọng bây giờ mình đang được là 6,5 rồi. Hy vọng mình lên được 8 điểm. Xem không biết là kỳ vọng chúng ta lên được 8 điểm hay không. X, Y, Z thỏa mãn phương trình hóa học sau. Nghe vẻ chắc trở phết, đúng không? Nghe vẻ chắc trở phết. Nào, ok. Hello, chào cả nhà. Đấy. Nào, mình có tiếp này. M cộng CL2 để tạo thành MCL3. Được chưa? M mà cộng với clo để tạo thành MCl3, vậy nó chỉ có một trong số những thằng sau, thằng sắt, đúng không? Thằng nhôm. Vậy M này chỉ có thể là thằng sắt này, thằng nhôm này hoặc thằng crom thôi, một trong ba thằng này. Được chưa? Thế bây giờ tiếp tục này, M cộng với lại HCl để tạo thành MCl3, vậy thì không thể là sắt được, tại vì sắt cộng HCl thì tạo thành sắt FeCl2 cơ. Vậy chỗ này thằng B, thằng M này chỉ còn có thể là nhôm hoặc crom thôi. Được chưa? Nhôm hoặc crom. Tiếp tục nhá, chúng ta nhìn này, thằng này cộng với lại x cộng với nước thì ra được 2y cộng hydro, đúng chưa? Đấy, thế từ từ đã. Bây giờ đề bài hỏi là chất x yz là gì? Cộng m cộng x cộng nước để tạo thành 2y, vậy khả năng chất x là chất kiềm rồi, đúng không? Nhìn này, x tất cả đây là kiềm, vậy x ở đây mình biết chắc chắn nó là OH trừ, được chưa? OH trừ mà sinh cộng với nước đấy, sinh ra được y, vậy thằng này là thằng muối của thằng thằng này thằng muối của hợp chất lưỡng tính rồi, đúng chưa? Hydro này, y này vào này, thế thì hoàn toàn mình nhìn này biết là ngay trong y chúng ta phải có kali, đúng không? Mình dự đoán được luôn đấy, kali ở đây mà, thì trong y chúng ta bắt buộc phải có kali, được chưa? Được chưa? Vậy vậy chúng ta này có bắt buộc phải có kali, vậy hoàn toàn mình có y phải có kali, mà y chúng ta phải có kali, nhìn rõ chưa? Thì x chúng ta phải có kali, đúng không? Y có kali, x phải có kali, c bỏ, b bỏ, được chưa? Vậy là mình chỉ còn a với d mà thôi, đúng không? Mình còn a với d mà thôi, được chưa? Đấy các cháu nhìn kỹ nhá, đấy rất là dễ thôi. À, thế cho chúng mình hỏi crom có tan được trong OH trừ không ạ? Không ạ, crom không tan trong OH trừ, vậy loại luôn. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Mấy câu lý thuyết này thì vẫn có khả năng thi nhá. Mấy câu lý thuyết này vẫn có khả năng thi. Được 6,75 điểm rồi. Ok. Được 6,75 điểm rồi. Ok, chúng ta sang câu tiếp này. Câu 29. Câu 29. Cho các phát biểu sau, làm được xong câu này là mình ăn được 7 điểm.
Thôi, mình chưa biết mình ăn được nhiều hay không, nhưng mình cứ ăn chắc 7 điểm đã đúng không các cháu? Đấy, làm được xong câu này mình ăn được 7 điểm rồi. 8 điểm tính sau, ăn 7 trước đã. Câu 29. Cho khí hydro dư đi qua bột Fe2O3 và CuO đun nóng thì thu được Fe và Cu. Xem đúng không nha. Cho khí, chúng ta phải lưu ý một tí là khí hydro thì nó chỉ khử các oxit của kim loại đứng đằng sau thằng nhôm thôi. Được chưa? Thế thì hydro dư thì đi qua Fe2O3 để nó khử về sắt đúng. Đi qua thằng CuO thì khử về đồng đúng. Vậy A đúng. Được chưa? Ý B này, bari tác dụng với lại CuS4. Chú ý ở đây là dung dịch. Thế thì trong dung dịch thì luôn luôn có nước rồi. Vậy thì đầu tiên mình có là bari này tác dụng với lại nước để tạo thành Ba. Được chưa? Để tạo thành BaOH2 lần. Được chưa? BaOH2 lần cộng với lại H2 nhá. Được chưa? Ok chưa? Thế thì bây giờ này mình có này BaOH2 lần này cộng tiếp với CuS4 thì mình chỉ thu được kết tủa là BaSO4 với lại CuOH2 lần thôi ạ. Được chưa ạ? Chỉ thu được hai cái tủa này thôi chứ không làm gì có kim loại đồng ạ. Được chưa? Vậy là sai B nhá. Sai B nhá. Vui rồi, làm mấy câu này phê tít thò lò luôn. Ý C này, cho AgNO3, cho AgNO3 vào dung dịch FeCl3. Đây các cháu nhìn chúng mình làm nhá. AgNO3 mà vào với lại thằng FeCl3 thì chúng ta lưu ý này, ba cộng thì tác dụng với Cl trừ để tạo thành AgCl. Đúng chưa? Chứ còn lại thằng sắt này, sắt ba cộng thì không ăn với ba cộng ạ. Để tạo thành FeNO3 ba lần ạ. Vậy là không có thu được kim loại bạc đâu mà chỉ có kết tủa AgCl thôi. Vì vậy nên là C lại sai tiếp ạ. Được chưa? C lại sai tiếp nhá. Ý D này, để gang trong không khí ẩm lâu ngày thì có xảy ra ăn mòn điện hóa học. Chúng ta xem nhá, gang của chúng ta thì gồm có sắt này với lại carbon, đúng chưa? Gang chúng ta thì gồm có sắt với carbon. Được chưa? Hai điện cực khác nhau về mặt bản chất, tiếp xúc trực tiếp với nhau. Được chưa? Trong cái gang, đúng chưa? Không khí ẩm là môi trường chất điện ly, vậy thì chắc chắn xảy ra ăn mòn điện hóa học, đúng chưa? Thỏa mãn rồi. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân bị vỡ. Chính xác, bởi vì tại sao? Bởi vì lưu huỳnh nó phản ứng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường để tạo thành HGS. Thế nên là thường hay sử dụng lưu huỳnh để xử lý nhiệt kế thủy ngân bị vỡ. Vậy là mình có 1, 2, 3, 3 nhận định đúng, số phát biểu đúng, 3 nhận định đúng, đáp án đúng đáp án C. Vâng, giờ đây chúng ta đã được tròn 7 điểm. Kinh chưa? Giờ đây chúng ta đã được tròn 7 điểm. Ok, cứ câu dễ làm trước câu khó làm sau các cháu nhé. Cứ câu dễ làm trước câu khó làm sau. Rồi chúng ta chiến câu 31. Nào, chúng ta chiến câu 31, chiến câu 31 nha. 31. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Chúng ta cứ đi chậm chậm thôi, đi từ từ thôi. Kết quả thí nghiệm đây, X vào quỳ tím chuyển màu hồng. Vậy tương đương với lại X của chúng ta phải có tính axit ạ. Ethyl format là HCOOC2H5. Thằng này không có tính axit, toang. Được chưa? Axit glutamic có hai nhóm COH và một nhóm NH2 có tính axit, được. Axit glutamic được. Anilin không làm đổi màu quỳ tím, vứt, được chưa? Bây giờ chúng mình nhìn cái chiêu chất cuối này, nước brom tạo kết tủa trắng. Vậy mình nhìn nhá, loại A, loại thằng A với loại thằng C rồi, vậy chỉ còn B với D thôi. Anilin thì vào nước brom kết tủa trắng. Ethyl format làm gì có kết tủa trắng? Bỏ nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Ngon lành cành đào nhá, thế là mình mút chụt được 7,25 điểm. Được chưa? Mút chụt được 7,25 điểm, ngon ơ. Được chưa? Thế còn lại bây giờ mình làm được câu nào nữa thì tùy thôi. Đúng chưa? Để còn lại sau khi mình mút chụt được, sau khi mà mình mút chụt được 7,25 điểm rồi thì bây giờ câu chuyện nó lại về là số phận, đúng không? Mình làm được thêm câu nào nữa thì hay bấy nhiêu. Bước 1 là mình phải làm sao ăn chắc được điểm. Bước 2 thì làm được thêm câu nào thì hay bấy nhiêu. Tội gì mình cứ phải đâm lao đi theo lao làm gì, đúng không? Cho nó mệt làm gì, đúng không các cháu? Đấy, cuộc sống nó còn nhiều thứ để hạnh phúc lắm. Được chưa? Tội gì mình cứ phải khổ, đúng không? Nghe lời chú Minh nhá, không tội gì chúng ta phải khổ hết. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo là câu số 30. Được chưa? Đây, bây giờ là sang mấy câu khó khó rồi. Thế thì chúng ta còn câu 30, câu 32 chúng ta đã đánh dấu để lại tí chúng ta làm. Câu 30 thì cũng làm được nhanh thôi. Để chú Minh làm luôn câu 30 cho các cháu nhìn nhá. Câu 30 này, hợp chất hữu cơ tác dụng với NaOH dư. Được chưa? Hợp chất chứa từ từ quay qua 31, 30 ăn được để bài lấy 7,5 này. Muối đi natri glutamat, được chưa? Muối đi natri glutamat thì nó là của axit glutamic đã. 1 2 3 4 5 OOH. Được chưa? OOH, được chưa? NH2 cắm đây. Đây, được chưa? Được chưa? Nhìn rõ chưa? Đi natri là hai đầu natri, đây Na. Đây Na. Ok chưa? Và ancol. Đấy, thế bây giờ này, vậy suy ra thằng này được cấu tạo bởi từ thằng này. Được chưa? Thế bây giờ chúng mình viết lại, vậy là cháu này sẽ là R1 này, OOC này,
C này, C này, C này, C này, 5C 1 2 3 4 5 NH2 này. OOR2. Đúng chưa? Thằng này có mấy carbon? 8 ạ, có 8 carbon ạ. Đúng chưa? Có 8 carbon nhưng mà phải đếm hydro nhá, phải đếm hydro để phòng. À, thằng này là H2, thằng này là H2, thằng này là H. Được chưa? Vậy là có bao nhiêu H đây? À, 2 4 6 7. 2 4 6 7. Được chưa? Vậy là 15 trừ 7 thì còn 8. Vậy là phải có 8 H. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta xét về carbon nhá. Ở đây chúng ta xét về carbon thì mình có này, R1 cộng với R2 thì bằng bao nhiêu carbon ạ? Chỗ này có 8 carbon ạ. Bỏ đi 1 2 3 4 5. Vậy là còn 3. Được chưa? Vậy là còn 3 nhá. Đúng chưa? Thế thì C3 mà H8 thì chứng tỏ bọn này no rồi. Vậy là cả hai bọn này đều no. Được chưa? Cả hai bọn này đều no. Thế giờ mình đi viết thôi. Vậy là trường hợp thứ nhất là gì nhỉ? CH3OOC này, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 NH2 OO 3 thì đây có một carbon rồi thì còn là C2H5. Được chưa? CH3OOC. Thằng này là gì nhỉ? Muối đi natri và ancol. Và ancol thôi chứ cũng không nói là bao nhiêu ancol. Thế mình còn đây là thằng số 1 này. Mình đảo ngược thằng số 1 lại thì mình có là thằng số 2 là thằng C2H5 C2H5 OOC này, 1 2 3 4 5 OO CH3. Tại sao đảo ngược được? Tại vì thằng này không có trục đối xứng. Đây là thằng chất số 2 nhá. Đấy là 3 thì bằng là 1 cộng 2 rồi. 1 cộng 2, đúng chưa? 2 cộng 1 rồi. Đây là 1 cộng 2 này, đây là 2 cộng 1 này. Sang chất số 3 này, sang chất số 3 các cháu nhìn nhá. Sang chất số 3 nhá là H đầu axit OOC này, 1 2 3 4 5 OO này, NH2, sorry chỗ này NH2. Được chưa? 1 2 3, nhìn rõ chưa? Đấy nhá, mạch thẳng 3 carbon. Vậy tương tự mình sẽ có chất số 4 sẽ là đảo ngược thằng này, 1 2 3 carbon OOC, 1 2 3 4 5 NH2 OOH. Đây chẳng đây là thằng số 4. Được chưa? Tiếp tục mình có tiếp theo nhá, tiếp tục mình vẫn có tiếp theo là thằng số 5. Được chưa? Thằng số 5, thằng số 5. Thằng số 5 là đây. HOOC 1 2 3 4 5 NH2 này. OOC gạch C gạch C. Được chưa? Và cuối cùng là thằng số 6. Là thằng số 6. Được chưa? C gạch C gạch C OOC 1 2 3 4 5 NH2 OOH. Được chưa? Vậy là suy ra là tổng cộng là ở đây chúng ta có bao nhiêu thằng ở các cháu? Đấy các cháu nhìn kỹ không? Đấy, vậy là suy ra tổng cộng ở câu số 30. Ở câu số 30 này chúng ta phải có 1 2 3 4 5 6 và rất nhiều cháu chọn 4 bởi vì là quên mất là thằng này nó có mạch nhảy. Đúng chưa? Vậy tổng cộng là mình có 6 chất cơ ạ. 6 chất các cháu nhé. Vậy đáp án đúng là đáp án B. 7,25 ngọt nước đúng không? Ở đâu 7,5 rồi chứ nhỉ? 7,5 rồi. Mình chưa lấy 8 mà. Câu 32 nhá, sang câu 32 nhá. 32 các cháu có máu làm 32 với chú không? Máu làm 32 với chú thì chấm cái xem nào. Máu làm 32 với chú thì chấm cái. Phải máu cơ, phải thực sự máu. Câu 32 này, chữa câu 32. Chú mình thích làm mấy câu này cực. À, 32 cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỷ lệ mol. Đây, cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỷ lệ mol. À, x cộng 2 là AOH, đây một thằng x, x ở đây là C10H10O4 nhá. C10H10O4. À, đây x1 ăn 24 tạo thành x3, x3 khả năng là axit. Được chưa? X3 ăn x4 tạo thành polyethylene tere phthalate, vậy mình lấy thằng này. X3 là axit. Thế thì thằng axit nào ăn với x4 để tạo thành ethylene tere phthalate thì chỉ có thể là axit tere phthalic. Vậy thằng x3 nó sẽ là thằng HOOC C6H4 COOH. Được chưa? Thì mình viết lại cái phương trình C này. Phương trình C này như này. Ăn với lại ethylene glycol x4. X4 là ethylene glycol HO này, C2H4 này, OH để tạo thành polyethylene tere phthalate cộng với lại hai lần N nước. Vậy x3 chúng ta có thể viết tắt lại là nó là thành C8H4 cộng 2 nhá, là H6O4. Được chưa? Được chưa? Đấy nhá, đấy là ra được thằng x3 nhá. Được chưa? Vậy x3 này của chúng ta là nhìn kỹ chú Bình làm này là C8H6O4. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây, bây giờ mình đi bảo toàn carbon thì thằng này là C8. Thằng này là C8, được chưa? H6 trừ đi 2 thì nó còn là H4.
Được chưa? Đây góc S4, góc S4 hết rồi, vậy đây là O4 nữa. O4 này. Giờ xem natri này, natri 2, vậy đây là Na2. Nhìn kỹ cái phương pháp bảo toàn nguyên tố của chúng mình nhá, cực kỳ kinh khủng luôn. Vậy mình có X1 xong rồi. X1 đây mình có là C8 này, H4 này, O4 này, Na2. Vậy hoàn toàn đến đây mình sử dụng bảo toàn nguyên tố để mình tìm được X2, bởi vì mình biết từ thằng X này là C10, C10, H10, O4 rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta đi bảo toàn nguyên tố mình tìm được X2 nhá. X2 chúng mình viết ở đây cho các cháu nhìn nhá. C10 này trừ đi 8 này còn 2. Vậy X2 là C2. H10 cộng 2 là H12. 12 mà trừ đi 4. 12 trừ 4 thì còn 8. Đúng không? 8 trừ 2. 8 trừ 2 thì còn 6. H6. O4 cộng với 2 là O6. O6 trừ O4 thì còn O2. O2 trừ đi 1 thì còn O. Vậy X2 là C26O. Ngon chưa? Vậy chúng ta có công thức của X3 rồi đây. C8, C8, H6, O4, X2 cộng với 2X2 là C2, H6, O. Đúng chưa? Để tạo được X5 cộng nước. Thế đây chúng mình viết xuống dưới để cho chúng ta nhìn rõ hơn nhá. Ý D này, ý D này, mình có này, X3 này là C8, H6, O4 cộng với là hai thằng C2, H6O. Nhìn rõ chưa? Đấy, mũi tên hai chiều để tạo thành X5. Mũi tên hai chiều để tạo thành X5 cộng với lại hai thằng nước, các cháu nhìn rõ chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta thực hiện là bảo toàn khối lượng cũng được. Coi thằng này là 1 mol thì thằng này là 2 mol đúng không? Tạo thành 11 mol, thằng này 2 mol. Vậy mình có bảo toàn khối lượng cái này cho nhanh. Mình được này, phân tử khối anh này bằng 12 nhân 8 cộng 6 cộng 16 nhân 4 bằng, ui chết nhầm, 12 nhân 8 cộng 6 cộng 16 nhân 4 bằng 166. 166 cộng với 2 mà nhân với anh này là 46 này thì bằng x5 nhân 1 này cộng 2 nhân với lại 18 này. Đến đây hoàn toàn chúng ta bấm máy tính tìm được x2. 166 cộng với 2 nhân 46 trừ đi 2 nhân 18, x2 bằng 222 các cháu ạ. 222. Ngon lành cành đào, 7,5 điểm. 7,5 điểm mà của đề thi năm 2018 là cũng cao rồi đấy, không phải đùa đâu ạ. Cũng là thuộc dạng là phải hot hit rồi. Đúng chưa? Nào, bây giờ sang tiếp nhé. Giờ sang tiếp chúng ta sang câu 26 nhé. Sang câu 26 nhé. Được chưa? Sang câu 26 này. Câu 26. Câu 26 nhá, nhìn kỹ nhá. Câu 26 chúng mình chữa câu 26 cho các cháu này. Nhìn kỹ này. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm câu hydrocarbon này năm nào cũng có trong các đề thi. Được chưa? Cảm ơn Thùy Lương nha. Ui, bây giờ mới biết đến thầy. Buồn thế không biết. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol. 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4 này, C2H2 này, C2H4 này, CH4 này, C3H6 này, C3H6 này. Được chưa? Thu được đốt cháy nhá, cộng với lại oxy thì thu được CO2, số mol CO2 bằng 4,032. 4,032 chia 22,4 bằng 0,18 mol. 0,18 mol. Cộng với lại số mol nước. Số mol nước của chúng ta bằng 3,78 chia 18. 3,78 chia 18 của chúng ta thì bằng 0,21 mol. 0,21 mol. 0,21 mol. Thế các cháu quan tâm cho chúng mình cái này tí nhá. Quan tâm cho chúng mình cái này một chút xíu thôi để mình làm được bài tập. Thứ nhất là ngay lập tức chúng ta thực hiện bảo toàn khối lượng là mình thực hiện gọi là gì nhỉ? Ừ, bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta quan sát này, toàn bộ cái hỗn hợp này của chúng mình này, toàn bộ hỗn hợp X này có phải toàn bộ nó là hydrocarbon không? Thì chúng ta có một công thức là khối lượng của hydrocarbon. Hydrocarbon. Các cháu nhớ không nhỉ? Thì luôn bằng 12 lần NCO2 cộng với lại 2 lần N nước đúng không ạ? 12 lần NCO2 cộng 2 lần N nước đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn chúng ta tìm được tổng khối lượng của X. Khối lượng của X sẽ bằng 12 nhân với lại 0,18 cộng với lại 2 nhân với lại 0,21 ạ. Vậy có phải là bằng 12 nhân với lại 0,18 cộng với lại 2 nhân 0,21 thì bằng 2,58 gam. 2,58. Được chưa? Thế ở đây này, chúng ta chú ý này, 0,1 mol thì tương ứng với 2,58, mấy chúng mình ghi ra đây nhé. 0,1 mol x, mol x thì tương ứng với lại 2,58 gam. Thế đây bây giờ đề bài nó cho này, đề bài nó cho là 3,78 gam x, được chưa? Vậy mình có này 3,78 gam x thì tương ứng với bao nhiêu mol? Thế rất đơn giản thôi, mình lấy 3,78 chia cho 2,58 bài toán tỷ lệ, được chưa? Sau rồi nhân với lại 0,1, được chưa? Thì bằng 0,146.
Các cháu nhìn rõ chưa? 0,146 số hơi lẻ, 0,146. Ok. À, sorry đấy, 3,87 mắt trung bình lẻ, 3,87 chưa? Mắt lẻ 3,87 ạ. Đấy, mắt lẻ cũng là một cái tội lỗi hơi hay sao, trung bình rất hay bị mắt lẻ nha, các cháu chú ý nhìn kỹ ở trung bình. 2,58, 1,5, 1,5 mà nhân với lại 0,1 thì bằng 0,15 ạ. 0,15, khổ lắm, trung bình mắt lẻ. Khổ thế không biết. Được chưa? Thế đây là xong một cháu nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Có phải bọn này là hydrocarbon không? Thì toàn bộ bọn hydrocarbon thì luôn luôn có một cái công thức cấu tạo cho chúng nó. Đó là CnH2n cộng 2 trừ 2K với K thì bằng số pi cộng số vòng. Dĩ nhiên hydrocarbon thì không có vòng, nên là bây giờ nó tính luôn luôn bằng K, bằng pi cộng với 0. Vậy bây giờ mình tìm được K, pi, pi này là nó ăn với lại brom đúng không? Pi này ăn brom, vậy bây giờ mục tiêu chúng ta tìm về K là xong. Mặt khác ta lại có là NCO2 trừ N nước chia cho N cháy. Nhớ nhá, NCO2 trừ N nước chia cho N cháy thì luôn luôn bằng K trừ 1. Luôn luôn bằng K trừ 1. Được chưa nhỉ? Vậy thì hoàn toàn từ cái này chúng ta suy ra được NCO2 là 0,18 này. 0, ơ, sao NCO2 lớn hơn N nước à? 4,032. 4,032. 4,032. 4,032 chia 2,4 bằng 0,18. Đúng rồi, số mol nước là 3,78 chia cho 18 bằng, ơ, 0,21. Số mol nước lớn hơn số mol CO2 à? Thế thì khả năng cao ở đây khéo Trung Minh lại bấm sai máy tính. Dễ lắm. Khả năng cao dễ ở đây Trung Minh bấm sai máy tính. Khả năng cao ở đây Trung Minh ghi sai đề rồi. Không phải 3,78 đâu. Chỗ này là chắc là 1,8 ấy chứ. 1,8 thì là 0,1. Khả năng cao đây là 1,8 các cháu ạ. 1,8 gam thì chỗ này là 0,1 thì mới đúng chứ, làm gì có chuyện thế này mà ăn được pi. Sorry các cháu nha, chúng mình sửa thành 1,8 nhá. Và ở đây mình có là 0,018 trừ đi 1,8 là chia cho 18 là 0,1. Chia cho n cháy. N cháy này của chúng ta, chúng mình n cháy của chúng ta đây bằng 0,1 đây. Được chưa? Chia cho 0,1. Chia cho 0,1 thì bằng k trừ 1. Được chưa? Được chưa? Chia cho 0,1 thì bằng k trừ 1. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta tìm được là số k bằng đây là 0,18 trừ đi 0,1 thì bằng 0,08. 0,08 mà chia cho 0,1 nữa thì bằng 0,8. 0,8 cộng 1 thì bằng 1,8, đúng không? K bằng 1,8. K bằng 1,8. Ok, K bằng 1,8 có nghĩa là hỗn hợp X này này, 1X thì ăn 1,8 brom ạ. Vậy số mol của X đây là 0,15 ạ. Thì suy ra số mol brom là 0,15 nhân 1,8 ạ. 0,15 nhân 1,8, sửa đề không biết có ra được đáp án không đây. Nhưng chúng mình nhớ mang máng vậy thôi. 0,15 nhân với lại 1,8 ạ thì bằng 0,27. 0,27 mol brom. Có không? Ờ không có rồi. Không có rồi, vậy thì khả năng cao chúng mình sửa đề sai. Thôi xin lỗi các cháu nhé. Đây 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 là chúng mình sửa đề phứa. Khả năng cao là cái đề này nó bị lỗi rồi, thì các cháu chú ý cho chúng mình nhá. Thì chúng mình cũng không biết được rằng là đề là bao nhiêu, thì chốc nữa chúng mình sẽ gửi lại cho các cháu cái giải chi tiết câu này. Còn lại để mà làm được cái câu này thì các cháu cứ cứ theo cái hướng này thôi nhá. Cứ theo cái hướng này là được. Được chưa? Cứ theo cái hướng giải này. Đây là chúng mình sửa là 1,8, được chưa? Chốc chúng mình check lại đề xem như thế nào. Được chưa? Đấy nhá, cái chỗ này thì là cứ giải theo hướng này thì là làm ra được K, làm ra là K thì suy ra được số mol brom nhá. Ok. Thế là coi như câu 26 này cũng làm được. Được chưa? Mình sang câu 25 nào. Ơ câu 25 làm xong là lấy 8 điểm còn gì? Ô ngon. Mình giải câu 25 nữa nhá. Mình giải câu 25 nữa. Nào, mình giải câu 25. 25. Đúng rồi, nếu sửa số mol thì phải giải lại chính xác. 25. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch BaOH 2 lần. BaOH 2 lần. Cái dạng này thì năm 2020 không thi nữa rồi. Vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Al2 SO4 3 lần và AlNO3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa y gam vào số mol BaOH lần được biểu diễn ở đồ thị bên. Đấy, thế thì ở đồ thị này thì chúng ta lưu ý tại điểm đầu tiên là tại điểm 4,275 đầu tiên nhá. Tại điểm 4,275 thì nó có điều gì? Đây, tại điểm 4,275 thì ta có điều gì? Tại điểm 4,275 thì chúng mình đánh dấu là số 1. Được chưa? Tại điểm 4,275 thì có điều gì? Đây, tại điểm 4,275 này thì đầu tiên là nó sẽ xuất hiện kết tủa là BaS4. Đúng không? Xuất hiện kết tủa là kết tủa BaSO4 và kết tủa AlOH 3 lần. Đúng không? Tại điểm 4,75 này thì mình 4,275 này thì mình có kết tủa vậy. Được chưa? Thế đây đặt số mol thằng này là x mol, đúng không? Đặt số mol thằng này là x mol. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có, à từ 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 từ.
4,275 ạ. Thằng này vào thằng này. 4,275 mà chia 233, 4,275 chia 233. À không tròn, đúng rồi. Thế là đúng là tồn tại hai cái tủa rồi. Được chưa? Thế thì vậy ở đây chúng ta có này. Chúng ta đặt này, xét tại điểm 4,275 thì số mol BaOH hai lần này là x mol đi, cứ đặt nó là x mol. X mol. Được chưa? Vào Al2S43 lần và AlNO33 lần thì chắc chắn ở tại thằng này vào x mol này thì chúng ta thu được là số mol kết tủa là bao nhiêu? Từ từ đã. Đây là BaOH hai lần là x. BaOH hai lần là x, đúng rồi, đây là x mol mà. Đúng không? Mình đặt đây là x mol tại điểm 4,275. Đúng rồi. Thì đây là số mol thằng này. Số mol thằng này thì ta sẽ tìm ra được sự thuộc khối lượng kết tủa y gam vào số mol BaOH hai lần x mol được biểu diễn tại đồ thị sau như sau. Thế thì tại điểm đầu tiên mình phải tìm là tại điểm 4,275 đã, đúng không? Tại điểm 4,275 này chúng ta biết chắc chắn là tồn tại hai cái kết tủa là BS4 và ALOH 3 lần rồi, đúng không? Thế thì thằng này sẽ là x. Để bài hỏi tìm giá trị của m, cho chú ý nhá. 26 á. Nhưng mà cái chỗ này đề sai rồi, chỗ này đề sai. Đây này, không phải là khối lượng là 3,78 đâu nhá. Chúng ta sang cái bài này cho chúng ta sang cái bài này để chúng ta làm, được chưa? Thế thì tại cái điểm mà 4,275 này thì đây chúng ta nhìn ở bài này chúng ta có hai cái điểm. Được chưa? Đây bây giờ chúng ta giải cái điểm số 2 trước đi cho nó dễ nhỉ. Tại cái điểm số 2 thì có phải là thằng BaOH hai lần này, OaOH hai lần này vào thằng Al2SO4 3 lần với lại AlNO3 3 lần này thì có phải là nó tạo thành kết tủa hết không? Đây kết tủa mắc kìa. BaSO4 và AlOH tất cả 3 lần đúng không? Tạo kết tủa mắc. Đấy, kết tủa mắc. Thế mà số mol thằng này là 0,045. Được chưa? Vậy là toàn bộ thằng BaSO4 kết tủa hết và toàn bộ thằng AlOH 3 lần kết tủa hết. Được chưa? Được chưa? Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa y vào số mol BaOH 3 lần như này. Ok chưa? Thế thì vậy thì hoàn toàn tại ở trong cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ có là số mol tại điểm 0,045 này thì tại cái điểm số 2 này tồn tại hai thằng kết tủa này. Đấy. Đúng rồi, sửa đề chính xác. Thì chúng mình nhìn lại nhé, hình như cái đề này của chúng mình bị thiếu dữ kiện hay sao ấy. Câu 25 này đề này của chúng mình bị thiếu dữ kiện hay sao ấy. Cái giải nó cứ thấy thiếu. Giải câu này như kiểu thiếu dữ kiện. Bởi vì là copy từ cái đề của bộ ra mà nên nó hơi thiếu. Xem nào. 4,275 thì thằng này là x thì của chúng ta thì gồm hai kết tủa này. Đặt số mol của BA thằng này là 2. Thằng này là 2. Đây là phản ứng, này là phản ứng số 1 đầu tiên xảy ra đây. Thì thằng BaOH lần ăn Al2S43 lần để tạo thành là BaS4 và AlOH3 lần. Được chưa? Thì đặt thằng này là A đi. Thằng này x, thằng này là A đi thì mình sẽ có là kết tủa hết thằng A này. Thằng này ăn hết thằng kết tủa này. Được chưa? Vậy thì ở cái thời điểm này là thằng này ăn hết thằng kết tủa này. Vậy đây là A mol thì số mol kết tủa thằng này sẽ là 2A. Và số mol thằng kết tủa thằng này là 3A. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ta sẽ có là phương trình ở đây là mình có là 2A nhân với lại 78 cộng với lại 3 nhân 233. 3 nhân 233 thì bằng 4,275. 4,275. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được A nhé. A bằng này 4,275 chia cho mở ngoặc đơn 2 nhân 78 cộng 3 nhân 233 bằng 5 nhân 10 trừ 3. A bằng 5 nhân 10 trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy cháu này bằng, từ từ, cháu này là 2A, 2A thì bằng là 0,013 thì bằng 0,015. Đúng chưa? 0,015. Vậy suy ra hoàn toàn tới đây chúng ta suy ngược lại được A bằng 5 nhân 10 trừ 3 để cháu này bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy cháu này là 5 nhân 10 mũ trừ 3. Ok. Được chưa? Giờ đến thằng này là 0,045. Vào đây thì ta chắc chắn là có kết tủa BS4 rồi. Ở đây là 5 nhân 10 mũ trừ 3 rồi. Được chưa? Kết tủa mắc thì toàn bộ thằng nhôm này bị kết tủa hết, đúng không? Kết tủa mắc thì toàn bộ thằng nhôm này bị kết tủa hết. Thế thì bari, bari ở bên trong này, bari nó phải chui hết vào đây chứ nhỉ? Thế thì ở trong này chúng ta còn một thằng nữa là thằng BaNO3 hai lần. BaNO3 hai lần. Đúng không? OH trừ thì vào thằng này nhá, là phải mắc nhá. Vậy BaNO3 hai lần thì mình bảo toàn bari.
Bari ở đây là 0,045 này, trừ đi 5 x 10 mũ trừ 3 này thì là còn bằng 0,04. Được chưa? Đến đây mình bảo toàn gốc nấu 3 trừ. Ờ, không được nhỉ. Cũng không được hay cho lắm. Không hay cho lắm. Không hay cho lắm. Đây chúng ta đặt thôi. Ở đây chúng ta đặt thằng này là B đi cho hay. B đi, B đi. Thì ta không ghi thằng này nữa. Đặt thằng này là B thì chúng ta đi bảo toàn nhôm nhá. Bảo toàn nhôm đây là 5 x 10 3 nhân 2. Được chưa? Đây là 5 x 10 trừ 3 nhân 2 cộng với lại B. 5 x 10 mũ trừ 3 nhân 2 cộng với B thì tất cả thằng thằng nhôm chú hết vào đây mà. Được chưa? Thì bằng số mol OH này, thế là xong. Đấy mình có bảo toàn OH, bảo toàn OH trừ mình có 0,045 nhân 2. 0,045 nhân 2 thì bằng 5 x 10 trừ 3 nhân 2 thì là bằng 0,01, 0,01 cộng với lại B. Được chưa? Tất cả nhân 3, nhân 3. Vậy đến đây mình tìm được B luôn. 0,045 nhân 2 thì bằng là 0,045 nhân 2 bằng 0,09 chia 3 bằng trừ 0,01 bằng, vậy B chúng ta bằng 0,02. B bằng 0,02. Ok chưa? B bằng 0,02. Vậy ở đây chúng ta tìm được giá trị. Ô, khổ thế mẹ tìm. Đâu 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 đâu. Đây thì vào giá trị M, mặt lè. Vậy M gam hỗn hợp, thế tìm được M luôn rồi. B bằng 0,02. B bằng 0,02. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của M luôn. Mình có 5 x 10 mũ trừ 3. 5 x 10 mũ trừ 3 nhân với mẫu đơn 27 nhân 2 cộng 96 nhân 3 cộng với 0,02 nhân mẫu đơn 27 cộng với 62 nhân 3 bằng 5,97 gam. 5,97 gam. Các cháu nhìn đó chưa? 5,97 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À. Ok. Ok.